Cho con của Marvin ngày hôm nay. Hôm nay nắng đẹp, đúng hẹn với mọi người là quay video. Đây. Đây. Con không đeo dây này là con cái. Con không đeo dây là con cái, còn lại là đực. Đó. Rồi, hôm nay thì nhìn cái độ thay lông có vẻ nó nhiều hơn một tí rồi. Lông nhìn nó có độ mượt hơn rồi. Đó, nó chỉ sau 2 hôm thì nhìn nó đã có độ khác đi rồi. Đó. Rồi, ra kia chơi. Một con mà không đeo dây thì là con cái, còn lại là đực. Để cho mọi người ngắm cái vận động của chúng nó. Rồi tí sẽ quay mặt từng con một. Đàn này thì cái khung gọng của nó khỏe, chất lông ngắn. Khung gọng khỏe, chất lông ngắn đó. Mọi người nhìn nó đi lại đó. Con chó nó vui vẻ, quấn chủ. Có thể đón về nhà luôn được rồi. Thay lông sắp xong, sắp đẹp rồi. Thay lông máu sắp xong rồi. Đây này, nhìn cái mảng ở trên lưng. Nhìn mảng ở trên lưng là thấy nó có độ mượt lông rồi. Con không đeo dây thì là con cái. Đây, cái đây. Còn lại 4 con đực. 4 con đực thì có một con được đánh giá là tốt hơn. À, bắt đầu ra nhổ cỏ. Con dây nâu là con được đánh giá tốt hơn. À, con này. Khi vào. Đó, nó lại. Dây nâu. Còn lại 4 con còn lại đánh giá như nhau. Chúng nó, mọi thứ của chúng nó đều tốt. Có một thứ là không tốt thì thành ra là nó thành con chó ở cái mức giá rẻ. Thần kinh là tuyệt vời đấy. Dây hồng. Ok. Tất cả chúng nó đều đã kiểm tra rồi, đi ra đầy đủ. Rồi, ok, đến con xanh. Đực xanh. Rồi. Quay sao để cho nó ấy nào. Mày nu. Được sang. Đó. Rồi, anh nghe mượn một tí, quay một tí. Phải gọi là khỏe như châu. Đó, được sang. Đây con cái. Cái thì không đeo dây. Rồi, ok. Tiếp theo. Con tím. Mặt mũi có bị nhằm nhằm không? Không bị. Con nào mà nó nghịch cho nó ra nghịch đất cát mà nó để cát nó bị ở mắt mà mắt nó kèm nhằm. Rồi. Đây là con đực tím. Rất đẹp dài. Ok. Và con cuối cùng là con dây nâu. Thằng đực được đánh giá tốt nhất ở trong bọn này. Đó. Nâu. Tất cả cho nó khung gọng thì đều rất là khỏe. Tím này. Ok, ra kia chưa? Rồi ra kia chưa? Vỗ tay gọi đi xem nào. Đang ăn cái rễ cái chuối. Rồi ra kia chưa? Đó, cái đàn này thì nó vướng vào cái đợt lạnh cho nên là nuôi hơi to so với bình thường. Hôm nay là coi như là 80 ngày rồi. Đó. Chó thì cứng cáp lắm rồi. Nhưng mà hôm nay
cho đến hôm nay nó mới có cái ngày nắng gọi là ấm ấm để quay video, mười mấy 20 độ. Con nào nó làm sai cái gì nhắc luôn. Đấy, với chó con nó là như thế, làm sai cái gì nhắc luôn thì nó sẽ không sai nữa. Nhắc một lần không được thì nhắc hai lần ba lần. Xanh này, hồng này, không hồng. Ừ, ok, em ra chơi với chúng nó đi. Tím. Đó. Cái đàn chó con này là đến tuần này là nó có mấy ngày là ấm là chủ bắt luôn là đẹp nhất này. Không là tuần sau là nó lại sẽ lại vào lạnh sâu. Tuần vừa rồi lạnh sâu rồi, tuần này ấm hơn rồi, không dứt cỏ, để yên đấy. Tuần này ấm hơn rồi đến tuần sau nó lại lạnh sâu. Ừ, xanh này, ngắm lại một lượt này, cái này, đi lại, tím này. Giữ kéo cao lên, nhấc cao lên, nhấc cao lên, gọi cho nó đi lại chậm chậm thôi. Con nào mà nó không ấy thì dí xuống để cho nó biết. Đi lại chậm thôi. Đó, để cho mọi người nhìn một dàn cho nó. 5 con. Đó. Đợt này nó hơi thiệt thòi chút là nó vào cái đợt lạnh, thành ra nó ít video. Đợt lạnh sâu. Ừ. Lý đang tìm kiếm, đang gặm linh tinh đấy. Có lẽ là cái rễ của cái cây chuối này chắc là nó cũng ngọt. Nó có một vài cái rễ nó hơi nổi nên là chúng nó rứt này, chúng nó ăn có vẻ ngon lành đó. Hồng này, đực này, hồng này. Thằng kia cắn vào đuôi thằng tím, cắn vào đuôi thằng xanh. Tím này, nâu này. Xanh này, lại ra đây lại phá. Lại phá cỏ không? Không. Rứt lá thì được chứ không được rứt cỏ. Rứt lá thì được, chiếc cỏ vừa đặt xong không rứt được. Ok, đàn con của Marvin và Nancy. Thôi được rồi, thôi đi vào cho ăn đi, hôm nay đói. Cho ăn sớm đi.